Ngày 3 tháng 1, Thánh Cenerio, Ngài sinh năm 420, mất năm 510. Thánh Cenerio sinh khoảng năm 420 tại Nantes, gần Paris, khi Thánh Germain Auxerre trên đường đi đến nước Anh để bài trừ phái tà đạo Pelagius, đã đi ngang qua làng của bà. Lúc đó, bà được 7 tuổi, bà đang đứng giữa những tín hữu chào đón Đức Giám Mục. Ngài liền tìm đến Cenerio và nói tiên tri là bà sẽ là một đấng thánh của Thiên Chúa. Bà liền xin Đức Giám Mục tiến dâng bà lên Thiên Chúa. Ngài cùng với các tín hữu dẫn bà đến thánh đường làm lễ tiến dâng người trinh nữ lên Thiên Chúa. Từ đó, bà sống như một người tu hành giữa thế gian. Năm 451, khi đoàn quân Mông Cổ tiến đánh các thành phố Âu Châu, được tin là thành các Tư Hạng sẽ tiến chiếm Paris, dân chúng lo âu di tản, nhưng Thánh Cenerio khuyên bảo đọc kinh cầu nguyện ăn năn tội lỗi thì Chúa sẽ che chở và bảo vệ thành Paris, và quân Mông Cổ sẽ không đánh chiếm thành Paris. Sự việc đã xảy ra như lời tiên tri của bà, vì quân Mông Cổ đã đổi hướng tiến quân. Sau một thời gian thì quân France miền Bắc tràn xuống chiếm thành Paris, bà phải trốn xuống thành Troy. Nhưng sự thánh thiện và lòng đạo đức của bà được các vua France tin cậy, nhờ đó đã cầu xin nhà vua ân xá cho nhiều tội nhân. Cuộc đời của bà là những chuỗi ngày cầu nguyện, sống nhịn nhặt và làm những công việc từ thiện giúp đỡ những kẻ nghèo khó, khốn cùng, bệnh tật và giúp đỡ các tội nhân bị tù đày. Bà thường mang một chiếc áo choàng dài như trong các hình vẽ Đức Bà Maria, và biểu tượng của bà là ổ bánh mì, vì bà không bao giờ từ chối giúp đỡ ai khi họ cần đến. Thánh nữ được dân chúng Paris coi như quan thầy bảo trợ. Khi có đại họa, tượng thánh nữ được cung nghinh xin ơn phụ giúp như năm 1129 trong trận dịch hạch. Do một lời khấn, vua Louis thứ 15 đã xây lại nhà thờ kính thánh nữ, bị cách mạng năm 1791 sung làm điện Bataille kính các danh nhân. Xác thánh nữ bị hỏa thiêu, rải xuống sông Seine. Hòm thánh tích bị đúc lại làm tiền. Năm 1806, chiếc áo quan được tìm thấy lại được đặt như tượng trưng tại nhà thờ bên cạnh để tôn vinh vị thánh quan thầy Paris.